Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thành Triều, Ủy viên Ban thường vụ Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Diệt, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết Mai, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Nghiệm và 206 đại biểu. Tính đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh Cà Mau có 27.755 hội viên Hội Cựu chiến binh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Công tác chăm lo đời sống, xóa đói giảm nghèo, cựu chiến binh sản xuất làm kinh tế giỏi đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, đã có hơn 13.000 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn cho cựu chiến binh quản lý hơn 284 tỷ đồng. Nguồn vốn nội bộ cho hội viên đóng góp từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2022 là trên 65 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm có từ 1.500 đến 1.700 lượt hội viên được hỗ trợ vay vốn. Ngoài ra, hội viên còn tự giác giúp vốn cho hội viên nghèo không tính lãi bằng tiền vàng, cây con giống và ngày công lao động, trị giá gần 8 tỷ 300 triệu đồng. Hội còn vận động tặng 105 căn nhà đồng đội, 17 cây cầu bê tông, tặng 50 con heo vàng, khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 7.800 người, 11.800 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang. Kết quả, Hội Cựu chiến binh giảm nghèo đạt hiệu quả rất cao. Nếu đầu nhiệm kỳ, toàn hội có hơn 1.100 hộ nghèo, thì đến nay chỉ còn 118 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43%. Hiện có 58 trên 101 xã, phường, thị trấn và 792 trên 949 ấp khóm không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp nhìn nhận về những hạn chế khó khăn để có những giải pháp thực hiện tốt hơn ở nhiệm kỳ mới. Khẳng định vai trò bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội, tích cực giáo dục thế hệ trẻ đoàn kết chung sức chung lòng để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Trung ương Đảng hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban công tác kiểm tra giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 vào sáng nay. Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra giám sát của Đảng đã chủ động quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ủy ban kiểm tra các tỉnh thành đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra đã kết luận và xử lý kỷ luật 20 tổ chức Đảng, 95 đảng viên. 9 tháng qua, các cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 34.000 tổ chức đảng và hơn 189.000 đảng viên. Có hơn 42.000 đảng viên là ủy viên các cấp, chiếm hơn 22% tổng số đảng viên được kiểm tra. Qua kiểm tra đã tiến hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên. Để hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chủ trương phân loại, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên trong các vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, tiếp tục tiến hành kiểm tra kết luận làm rõ đúng sai theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn FLC, dự án gói thầu mua sắm do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường và công trình công cộng nhằm trao đổi lấy ý kiến các thành viên hội đồng tư vấn việc đặt tên đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Theo báo cáo kết quả làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau với các địa phương, đối với huyện Trần Văn Thời đã tiến hành khảo sát tại 8 tuyến đường đề nghị đặt tên. Đoàn đề xuất tuyến đường 6A chọn đặt tên nhân vật lịch sử Nguyễn Long Phi, Ba Phi, đồng thời điều chỉnh điểm cuối và độ dài của tuyến đường trên. Địa phương cần hoàn thiện bản đồ tên đường và tiểu sử nhân vật lịch sử, dự kiến sẽ đặt tên đường trong năm nay. Hiện tại, trong nội ô thị trấn Trần Văn Thời, có 22 tuyến đường đã được xây dựng cơ bản, trong đó có 10 tuyến đã đặt tên, còn 4 tuyến chưa đảm bảo điều kiện để đặt tên. Với huyện Ngọc Hiển, giữ nguyên số lượng đề nghị đặt đổi tên một tuyến đường tại thị trấn Rạch Gốc, điều chỉnh tên đường 962 thành đường Trung đoàn 962 có chiều dài 2.540m. Đối với thành phố Cà Mau, có 8 tuyến đường được đề nghị đặt tên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân thống nhất cao về các tên đường, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân theo quy định. Cũng trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp vụ bình đẳng giới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bị bạo lực trên cơ sở giới. Trong 3 ngày làm việc, hội nghị cung cấp nhiều kiến thức có liên quan về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh. Trong đó có thành viên địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh. Hội nghị tập trung trang bị nhiều kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp các kiến thức cơ bản về bạo lực trên cơ sở giới, nguyên tắc quy trình cung cấp dịch vụ xã hội hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó góp phần đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong cam kết thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời khuyến khích các địa phương xây dựng các hương ước, quy ước mà ở đó ghi nhận vai trò, sự tham gia thụ hưởng bình đẳng của phụ nữ, nam giới, trẻ em, khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái tham gia vào các quá trình ra quyết định ở cộng đồng. Trước đó, vào hôm qua, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho trên 80 đại biểu có liên quan của huyện Nam Căn. Các đại biểu được triển khai một số điều khoản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai một số giải pháp sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện, hướng dẫn sơ cấp cứu khi người bị điện giật. Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm rõ và áp dụng những kiến thức cơ bản về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt sản xuất. Thưa quý vị, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chóng tiện lợi, huyện Ngọc Hiển triển khai đến các xã thị trấn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn mở tài khoản, mở điểm chấp nhận thanh toán điện tử cho các cơ sở kinh doanh, mua bán và người dân, từng bước thay đổi hình thức thanh toán truyền thống sang thanh toán số hiện đại hơn. Là cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm, anh Phú Quy, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc đã đăng ký tài khoản mở điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt để khách hàng thuận tiện trong thanh toán. Theo anh Quy, trước đây thanh toán bằng tiền mặt, lượng khách đông phải mất nhiều thời gian, nhưng từ khi cài đặt ứng dụng VNPT Money, khách hàng không phải chờ đợi lâu. Quét mã QR hoặc chuyển khoản với thao tác đơn giản chỉ mất vài giây đã giao dịch thành công, vừa thuận lợi an toàn cho khách hàng, giảm thiểu sai sót khi thanh toán bằng tiền mặt. Rất tiện lợi, nhanh, gọn lẹ, mà lại tiền nó không có lộn xộn. Thay vì lúc trước là mình dùng tiền mặt đúng không? Thì mình đợi thối tiền, rồi mình đợi người ta là, dù mình có tiền lẻ, mình không nói gì, không tiền lẻ, thì đưa tiền chẵn, phải đợi là cửa hàng trả thối lại cho mình, thì dù sử dụng app này rất là tiện. Để tạo thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, thị trấn Rạch Gốc phối hợp với VNPT, Vinaphone Ngọc Hiển hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh cài đặt ứng dụng VNPT Money trên điện thoại di động thông minh để thanh toán các dịch vụ sử dụng thường ngày trên môi trường mạng. Ngoài ra, ứng dụng VNPT Money còn giúp người dân có thể thanh toán điện tử đối với điện, nước, cước viễn thông, y tế, học phí mà không tốn phí. Em thấy thanh toán thì nhanh hơn, tiện ích hơn. Rồi khách hàng mình dễ bảo vệ tiền hơn. Dạ. Cái app này nó có khó khăn sử dụng của nó khó không? Dạ không, em thấy cũng dễ.
Dạ. Tiện lợi là giống như là mình chỉ cần ngồi một chỗ thôi là mình có thể chuyển khoản cho người ta, chuyển khoản như kiểu mình đóng tiền á, bằng hình thức thanh toán trên điện thoại rất là tiện luôn. NVT Cà Mau đang trực tiếp cùng với Ủy ban dân huyện và thành phố để hỗ trợ cái doanh nghiệp và người dân sử dụng cái ví VNPT Money không dùng tiền mặt. Là hiện nay là đã như huyện Ngọc Hiển đã triển khai rồi trên địa bàn thị trấn, là nói chung thì bà con người ta thì cũng là đồng tình, bởi vì nó tiện lợi nhanh chóng và các doanh nghiệp thì cũng hưởng lợi từ đây, là những lúc là mình không phải là dùng tiền mặt hoặc là tốn nhiều nhân viên để mà để làm cái hoạt động là thanh toán tiền. Hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt là một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế số. Thanh toán qua điện thoại đang trở thành thói quen của người dân nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số một cách nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo cho việc ổn định cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Để đảm bảo lưu thông, ổn định thị trường cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan rà soát, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Đồng thời đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý theo đề nghị của Bộ Công Thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu để trục lợi. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng, không dự trữ, mua xăng dầu ồ ạt gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo báo cáo vào ngày 9 tháng 10 của Sở Công Thương về tình hình cung ứng xăng dầu, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 21 doanh nghiệp hoạt động theo hình thức thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có hệ thống xăng dầu đang hoạt động, và toàn tỉnh có 372 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2022, có 348 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, 2 cửa hàng ngừng nghỉ cải tạo sửa chữa, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, được Sở Công Thương thống nhất, 22 cửa hàng ngừng hoạt động do giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực. Về việc cung ứng dầu diesel phục vụ khai thác thủy sản, các thương nhân cung cấp xăng dầu và các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại các cửa biển thông tin vẫn đảm bảo đủ dầu diesel để phục vụ chuyến biển sắp tới từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Dự thảo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối. Theo đó, Hội đồng Thẩm định này sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của 3 đoàn thanh tra được Bộ Công Thương thành lập trước đó vào tháng 2 năm 2022 liên quan tới thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại 3 miền Bắc Trung Nam, đồng thời xây dựng báo cáo kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công Thương về báo cáo kết quả thẩm định. Thời gian thẩm định sẽ diễn ra 10 ngày. Báo cáo kết quả thẩm định sẽ là một trong những tài liệu để Bộ trưởng Bộ Công Thương tham khảo trước khi ký kết luận thanh tra. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải địa phương yêu cầu quản lý chặt chẽ xe tập lái, nghiêm cấm giao phương tiện để học viên tự lái xe ra đường, tránh nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Các sở giao thông vận tải cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện giảng dạy, kiểm tra tính chính xác thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý. Ngoài ra, giao sở giao thông vận tải địa phương rà soát việc cấp phép tuyến đường tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe, đảm bảo tuyến đường tập lái phù hợp với yêu cầu của nội dung đào tạo, giao thông thực tế trên tuyến, tránh xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông, nghiêm cấm các trường hợp chủ quan giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định.
Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.